Tỷ phú Ấn Độ tậu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng làm taxi, một tỷ phú Ấn Độ đã mạnh tay chi tiền mua Rolls-Royce Phantom mạ vàng làm taxi chở các vị khách VIP ghé thăm resort nghỉ dưỡng của mình. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng này thuộc sở hữu của tỷ phú Ấn Độ Bobby Chemanu. Tỷ phú Bobby Chemanu dùng xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng làm taxi chở các vị khách VIP ghé thăm resort nghỉ dưỡng của ông ở bang Kerala. Được biết Chiếc Rolls-Royce Phantom taxi độc nhất vô nhị này thuộc đời 7 bản mới nhất toàn cầu là đời 8. Siêu phẩm này được tỷ phú Bobby Chemanu mua trong một cuộc đấu giá với giá rẻ hơn mua mới. Khách hàng chỉ cần bỏ ra 345 đô la để thuê chiếc xe taxi sang chảnh này cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Gạch chéo chấm, bạn là người có tiếng nói trong xã hội, hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại